bà Nguyễn Phương Hằng hiện bị tạm giam ở đâu? F0 tại Đà Nẵng được làm chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trực tuyến. Giá vàng liệu sẽ leo lên 84 triệu đồng. Mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1 Active Hương Chanh Muối. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 26 tháng 3, như thường lệ sẽ là một điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 25 tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bắt tạm giam 3 tháng với bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng được đưa về tạm giam tại trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bà Hằng đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khám xét tại nơi ở của bà Hằng, thu nhiều tang vật có liên quan để phục vụ điều tra. Tại Đà Nẵng, việc triển khai hỗ trợ F0 đăng ký, nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trực tuyến đang nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã bổ sung một số tính năng khai đăng ký trực tuyến trước để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng quản lý hỗ trợ F1, F0 cách ly, điều trị tại nhà. Cụ thể, F0 tại Đà Nẵng sẽ dùng ứng dụng Đà Nẵng Smart City để khai đăng ký trực tuyến tại mục đăng ký nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong mẫu e-form khai báo hỗ trợ cách ly, điều trị. Trạm y tế sẽ tiếp nhận thông tin khai, đăng ký của người dân. Người dân có thể khai báo cùng lúc với khai báo ban đầu là F0 điều trị tại nhà hoặc khi khai báo lại tình trạng sức khỏe hàng ngày. Thông tin khai báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 07, Thông tư 56/2017 ngày 29 tháng 12 2017 của Bộ Y tế. Phiên giao dịch 25 tháng 3, giá vàng đã tăng vọt lên 1.900 USD trên một ounce, tương đương 54,7 triệu đồng trên một lượng. Theo bà Chantelle Sheehan, giám đốc nghiên cứu tập đoàn Boring Bell & Co., thị trường vàng đang được hưởng lợi đáng kể từ khi chiến sự Nga và Ukraine bước sang tháng thứ hai. Nguyên nhân nhà đầu tư vẫn lo ngại tính bất ổn định từ đây, bà đã đưa tiền vào vàng với mục đích trú ẩn an toàn. Kể cả khi cuộc xung đột này được giải quyết, nhưng nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng vẫn không hoàn toàn cạn kiệt, bởi cuộc xung đột này đã làm thay đổi cục diện địa chính trị và thị trường tài chính toàn cầu. Nỗi sợ hãi này không sớm biến mất và vẫn thiết lập vững chắc xung quanh mốc giá 1.900 USD trên một ounce, thậm chí quay lại 2.000 USD trên một ounce. Trong dài hạn, giá vàng vượt qua mức cao nhất mọi thời đại, được điều chỉnh theo lạm phát khoảng 3.000 USD trên một ounce, tương đương 84 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận Định. Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 2, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải loạt thông tin về việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngay khi các bài viết được đăng tải đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận xã hội. Trước khi bị bắt tạm giam, bà Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 2022 đến ngày 29 tháng 4 2022. Liên quan đến chuỗi livestream của bà Phương Hằng, từ khoảng tháng 3 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream bóc phốt, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ. Rất nhiều cá nhân như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh,
Công an tỉnh Bình Dương về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Kính thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là hành vi trên của bà Phương Hằng sẽ chịu những trách nhiệm pháp lý như thế nào? Mặt khác, dư luận xã hội có ý kiến cho rằng cần phải xem xét xử lý đối với các cá nhân đã tham gia, hỗ trợ bà Hằng thực hiện các buổi livestream. Để làm rõ những câu hỏi trên, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam để lắng nghe những chia sẻ của luật sư về câu chuyện này. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa luật sư, với tội danh này, bước đầu bị can phải đối mặt với mức án ra sao? Trong thời gian qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng tại các cái buổi livestream ở trên mạng xã hội đó thì bà Phương Hằng đã nhiều lần dùng những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác. Trong đó có các ca sĩ, nhà báo, luật sư, những người uy tín khác. Tuy nhiên những cái nội dung mà nữ CEO này đó đưa ra không có chứng cứ và tài liệu xác thực, và cái điều này nó làm ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân tổ chức mà CEO này nhắc đến. Và việc công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ những cái việc trên, tôi thấy đây là một cái điều cần thiết. Và như vậy đó, cơ quan điều tra cần tiến hành thu thập các cái tài liệu chứng cứ để xác minh những cái hành vi. Nếu có căn cứ chứng minh những cái hành vi phạm tội thì cái tội danh này của bà Nguyễn Phương Hằng là phải đối mặt với cái mức xử phạt tù là 7 năm tù. Ngoài ra trong cái bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đó thì chúng tôi thấy rằng là trong xã hội đó, người dân chúng ta cần, khi mà cần biểu đạt những cái ý tưởng, ý chí, nguyện vọng của mình, tôi thấy rằng cần phải hết sức là thận trọng để tránh những cái việc xâm phạm đến cái quyền tự do dân chủ của người khác và cũng như là quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và bên cạnh đó thì các cái cơ quan nhà nước thì cũng cần phải nhanh chóng xử lý đối với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để mà phát tán những cái thông tin không đúng sự thật, gây phương hại đến tổ chức cá nhân. Vì cái tốc độ lan truyền ở trên mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng nó rất nhanh và nó tạo cái hệ lụy xấu cho xã hội. Có ý kiến cho rằng trong quá trình thực hiện livestream suốt 2 năm qua có rất nhiều thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin về đời tư cá nhân của nhiều cá nhân tổ chức đã bị nhóm bà Hằng thu thập, sử dụng trái phép đưa lên mạng xã hội. Điều này cho thấy đã có nhiều cá nhân giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng. Do đó, cần xem xét đến trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân cùng thực hiện hành vi phạm tội với bà Phương Hằng. Như vậy, theo luật sư, trong vụ án này nếu có xảy ra việc đồng phạm thì trách nhiệm hình sự của đồng phạm được quy định như thế nào? Thưa các bạn, theo quy định của Điều 17 của Bộ Luật Hình Sự hiện hành thì quy định về đồng phạm đó là những cái trường hợp có từ 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một cái tội phạm. Phạm tội có tổ chức là cái hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ những người cùng thực hiện tội phạm đó. Và cái việc đồng phạm đó thì bao gồm là người tổ chức, người thực hành, người sử dụng và người đó là giúp sức. Như vậy trong vụ án này, để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng đó, và các cái cá nhân có dấu hiệu giúp sức hỗ trợ cho bà Phương Hằng đó, thì tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ cái hành vi vi phạm pháp luật và điều tra là xem ngày tháng năm nào, bằng phương tiện công cụ gì, nội dung của cái hành vi vi phạm pháp luật thể hiện qua những cái chứng cứ nào, và qua đó đó thì cần phải thu thập toàn bộ những cái phát ngôn, những cái clip livestream của bà Hằng trên mạng xã hội, làm rõ cái nội dung hoạt động trên mạng xã hội và xem xét cái vai trò của những người có liên quan. Và trong trường hợp nếu có căn cứ rằng cho thấy rằng những cái người này đã có những hành vi xúi dục, giúp sức, lan truyền, khuếch tán, những tư vấn, những cái nội dung kích động, xúc phạm đến cá nhân, tổ chức khác đó, hoặc là cùng với bà Phương Hằng trực tiếp thực hiện cái hành vi xâm phạm đến lợi ích nhà nước
quyền và lợi ích cá nhân khác thì chúng ta phải xử lý. Ngoài ra nếu cơ quan điều tra chứng minh được các cái cá nhân trước khi thực hiện cái hành vi vi phạm á, có sự bàn bạc phân công của từng người thì đây sẽ là một cái tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự về người phạm tội có tổ chức theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về xem xét trách nhiệm hình sự. Tất cả những người đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự chung về toàn bộ tội phạm gây ra và hành vi vi phạm đến đâu thì chúng ta sẽ xử lý đến đó. Bà Phương Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến nhà nước và quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự hiện hành, thì cái mức hình phạt là phạt cảnh cáo, có thể là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, và trường hợp cái hành vi phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cái hình phạt này có thể là từ 2 năm cho đến 7 năm. Do vậy nếu vụ việc này có đồng phạm thì các đồng phạm cũng phải được xem xét trách nhiệm hình sự đối với tội danh và mức hình phạt như tôi vừa nói ở trên. Xin trân trọng cảm ơn luật sư. Hy vọng phần trao đổi pháp lý vừa qua sẽ giúp quý bạn đọc có góc nhìn toàn diện hơn về vụ việc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục ý kiến bạn đọc. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đổ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng. Bạn đuối sức, hãy uống Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number One Active Hương Chanh Muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 25 tháng 3 mà chúng tôi vừa cập nhật. Tối 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Bài viết Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng được đăng tải trên plo.vn đã nhận được rất nhiều bình luận, trong đó có một số bình luận như cuối cùng cũng bắt, tôi tin vào pháp luật Việt Nam. Một bình luận khác chia sẻ rằng chửi bới bôi nhọ người khác vô căn và cái kết. Ngày 24 tháng 3, trao đổi với PLO, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay các lực lượng chức năng đã tìm được 25 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mít thuộc thôn Nhân Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Bài viết từ thông tin của cựu binh Mỹ tìm được hàng chục hài cốt liệt sĩ đã nhận được nhiều bình luận của bạn đọc như hòa bình đã lâu mà giờ mới tìm được các liệt sĩ, hay các anh yên nghỉ, tổ quốc mang ơn các anh. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 26 tháng 3 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi gian hàng nước tăng lực Number One Active Hương Chanh Muối. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!